chiến đấu bằng ý chí quyết tâm vì hòa bình thế giới. Khi chuông ngân vang cấp báo có hiểm nguy gì, họ sẽ đến bảo vệ chính nghĩa bằng những tài năng và mưu trí. Lòng dũng cảm dám đương đầu, chẳng sợ chỉ những gian khó, dù mình trong gai phía trước họ vẫn vững bước, luôn luôn đoàn kết sát cánh với nhau, một lòng vì chính nghĩa mà chiến đấu, sẽ mãi mãi bảo vệ hòa bình, tuyệt đời anh hùng, siêu cảnh sát đi chiến đấu bảo vệ hòa bình. Nhiệm vụ làm bánh sinh nhật. Các em ơi, các em ơi, các em giúp chị một tay có được không? Ồ, gì vậy chị? Hôm nay là sinh nhật anh Ricky và chị muốn nướng một cái bánh sinh nhật đó. Nhưng mà chị không còn nhiều thời gian nữa, các em giúp chị một tay có được không? Dạ được. Em cũng giúp chị. Em không giúp được, em hơi bận một chút. Đừng có tính em nha. Các em ấy ngồi rảnh cả ngày và giờ thì lại nói bận sao? Thôi được rồi, ai giúp chị thì chị sẽ mua thật nhiều bánh burger ở cửa hàng anh Ricky. Cái gì? Bánh burger ở cửa hàng anh Ricky sao? Không thể từ chối bánh burger nhà anh Ricky được. Chị cứ để em làm cái bánh kem đó cho chị nha, được không? Ha, em là một chuyên gia về bánh burger. Ê, không 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 không, ý em là chuyên gia về bánh kem. Chị cứ để em làm đi ha. Thôi được rồi, tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng hết mình nha. Ngon ngon ngon. Thủ lĩnh Hắc Ám, ngài đã thưởng thức bánh kem sang trọng mà tôi gửi cho ngài hay là chưa vậy? Bánh kem? Bánh kem nào? Bánh kem. Anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Tôi không biết gì hết. Đúng vậy, chúng tôi không hề biết bất cứ thứ gì về cái bánh kem ngon lành với lớp kem tươi xốp ở bên trên hết. Đúng là đồ ngu ngốc. Ngon ngon. Thưa thủ lĩnh, tôi sẽ quay lại thành phố để trộm tất cả bánh kem của bọn chúng. Như vậy thì cho dù ngài muốn ăn bao nhiêu cái cũng được hết, thương ngài. Tốt lắm, hãy mang tất cả bánh thành phố xanh về đây và không được để lại bất cứ kem bánh nào hết nhé đi. Tất cả bánh kem. Ngon ngon ngon. Xin tuân lệnh thưa ngài thủ lĩnh. Wow. Bánh kem này nhìn ngon quá đi. Mẹ không thể kiềm chế được nữa. Xin mời thưởng thức bánh kem ạ. Một miếng bánh kem và một bánh muffin, tất cả chỉ có vậy thôi, có phải không? Ta sẽ lấy tất cả bánh kem trong cửa hàng này. Tất cả các người mau rời khỏi đây. Chúng ta nên trang trí bánh kem như thế nào đây? Trang trí kem tươi lên bánh kem là tuyệt vời nhất đó chị. Không đúng, phải cho sô-cô-la. Sammy lém lĩnh, cậu nói gì vậy? Đương nhiên là kem tươi mới đúng chứ. Những gì mình nói mới là hoàn hảo. Sô-cô-la trên bánh kem là tuyệt nhất. Mình nói là kem tươi, là kem tươi. Phải là sô-cô-la, sô-cô-la. Kem tươi. Sô-cô-la. Kem tươi. Sô-cô-la. Phải là kem tươi. Sô-cô-la. Nè, các em sẽ làm hư bánh kem đó, biết không vậy? Các em làm gì vậy hả? Ừ.
làm vừa kịp luôn. Đáng lẽ làm xong từ lâu rồi, nếu không có Vô và Sammy đó thì tình. Em hy vọng là anh Ricky thích cái bánh kem này. Chắc chắn là anh ấy sẽ thích. Nó là món quà từ tấm lòng của tụi mình mà. Đây là mùi thơm gì vậy? Hả? Đó là cái gì vậy? Đó là của tao. Bánh kem của tôi. Không. Bánh kem của tôi. Chúng ta phải làm sao đây? Bánh kem của chị Suzy đã bị cướp mất rồi. Hắn ta thuộc băng nhóm côn trùng hả? Đã nhận được lệnh, chúng ta đi thôi nào. Được. Kẻ cướp bánh kem đang gây náo loạn tại thành phố xanh. Một tên chuyên đi cướp bánh kem, hắn ta đang cướp phá khắp nơi trong thành phố và gây hoang mang cho người dân. Hắn ta cũng cướp bánh kem của chị Suzy từ tay tụi con. Tụi con đã rất vất vả để làm được cái bánh kem đó cho anh Ricky. Chúng ta nên nhanh chóng lấy lại những cái bánh đó và trả lại cho chủ nhân của chúng. Đúng vậy đó, hãy cho hắn ta thấy sức mạnh của chúng ta. Chúng ta đã xác định được vị trí của kẻ cướp bánh kem tại khu S51. Mau đi bắt hắn ta lại đi. Tuân lệnh. Biệt đội siêu nhân nhí, siêu cảnh sát mưu trí, biến hình. Biến hình. Sức mạnh chính nghĩa, kết quả. Siêu nhân vót tốc độ. Siêu nhân Sammy lém lĩnh. Siêu nhân Max can đảm. Siêu nhân Lucy tốt bụng. Biệt đội siêu nhân nhí, siêu cảnh sát mưu trí. Cả xe tải của mình chứa đầy bánh kem ngon lành rồi. Thủ lĩnh hắc ám chắc chắn sẽ hài lòng lắm cho mà coi. À, là siêu cảnh sát mưu trí. Hãy nhận lấy đây. Hắn ta ném mấy quả bom bánh kia. Đây là lần cuối cùng các ngươi gây phiền phức cho ta đó. Hãy nhận lấy đây. Mình không thể cử động được. Khoan chừng. Đó là bom nổ đó. Các ngươi không thoát được đâu. Dừng lại. Làm tốt lắm, mắt anh đẩn. Không sao chứ? Siêu cảnh sát mưu trí, các ngươi nghĩ đã thắng rồi à? Kẻ cướp bánh kem, ta sẽ gia tăng thêm sức mạnh cho ngươi. Hãy cho bọn chúng thấy sức mạnh của ngươi. Chúng ta sẽ sử dụng siêu cảnh sát quả thần Fry God để đánh bại hắn ta. Sức mạnh tổng lý kích hoạt. Siêu cảnh sát quả thần Fry God.
Xem đây, mưa tên lửa quá thân. Ta sẽ biến tất cả các ngươi thành bánh kem. Sư cảnh sát quả thần phai cướp đang bị thương nghiêm trọng từ áp lực nặng nề này. Giờ thì cắt bánh kem thôi nào. Ê, ngon ngon. Chúng ta sẽ đóng băng cho bánh kem cuộn này để chặn đòn tấn công. Siêu cảnh sát khoa học Saiyan Cop băng giá. Siêu cảnh sát khoa học. Cái gì? Giờ tới lượt của bọn ta. Cú đấm băng giá. Tấn công! Đoạn cuối cùng. Tội phạm đã bị đánh bại. Giờ thì chúng ta mang bánh kem trả lại cho chị Suzy thôi. Được.